Chào các bạn. Mình là Trang Chibi. Đến từ Hello Vietnamese. Chào mừng các bạn đến với khóa học Slow Vietnamese. Trước tiên, các bạn hãy xem mình nói với phụ đề tiếng Việt. Phụ đề tiếng Việt. Sau đó, xem giải thích từ mới. Từ mới. Cuối cùng, hãy xem lại với phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh nhé. Hôm nay, hãy cùng mình đi du lịch Việt Nam. Du lịch Việt Nam. Việt Nam có 3 miền. Miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đây là miền Bắc Việt Nam. Miền Bắc có Hà Nội. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Thủ đô. Miền Bắc có 4 mùa. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Mùa xuân có nhiều hoa. Mùa hạ có nhiều hoa quả. Mùa thu có lá vàng. Mùa đông thì lạnh. Miền Bắc có vịnh Hạ Long. Có Sapa. Có cả Hải Phòng nữa. Đó là quê mình đó. Nếu đến Hà Nội, các bạn nhớ ăn phở nhé. Phở. Tiếp theo, hãy cùng đến miền Nam Việt Nam. Miền Nam có thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trung tâm kinh tế tài chính của Việt Nam. Trung tâm kinh tế tài chính. Đây là thành phố năng động, náo nhiệt. Năng động, náo nhiệt. Miền Nam chỉ có 2 mùa. Mùa khô và mùa mưa. Nếu đến miền Nam, bạn có thể đi du lịch miệt vườn, sông nước hoặc Vũng Tàu. Bạn nhớ ăn hủ tiếu Nam Vang, cơm tấm sườn bì. Cuối cùng, hãy đi du lịch miền Trung. Tỉnh nào ở miền Trung cũng giáp biển. Giáp biển.
nên bạn có thể ăn hải sản. Hải sản tươi, ngon, giá rẻ. Tươi, ngon, giá rẻ. Miền Trung có Đà Lạt, thành phố nhiều hoa. Có Hội An là phố cổ. Phố cổ. Và Huế là cố đô. Cố đô. Chuyến du lịch đến đây là kết thúc. Kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Các bạn nhớ subscribe nhé. Cảm ơn nhiều. Hôm nay hãy cùng mình đi du lịch Việt Nam. Du lịch Việt Nam. Việt Nam có ba miền: miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đây là miền Bắc Việt Nam. Miền Bắc có Hà Nội. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Thủ đô. Miền Bắc có bốn mùa: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Mùa xuân có nhiều hoa. Mùa hạ có nhiều hoa quả. Mùa thu có lá vàng. Mùa đông thì lạnh. Miền Bắc có vịnh Hạ Long, có Sapa, có cả Hải Phòng nữa. Đó là quê mình đó. Nếu đến Hà Nội, các bạn nhớ ăn phở nhé. Phở. Tiếp theo, hãy cùng đến miền Nam Việt Nam. Miền Nam có thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trung tâm kinh tế tài chính của Việt Nam. Trung tâm kinh tế tài chính. Đây là thành phố năng động, náo nhiệt. Năng động, náo nhiệt. Miền Nam chỉ có hai mùa: mùa khô và mùa mưa. Nếu đến miền Nam, bạn có thể đi du lịch miệt vườn, sông nước hoặc Vũng Tàu. Bạn nhớ ăn hủ tiếu Nam Vang, cơm tấm sườn bì. Cuối cùng, hãy đi du lịch
miền Trung. Tỉnh nào ở miền Trung cũng giáp biển? Giáp biển nên bạn có thể ăn hải sản. Hải sản tươi ngon, giá rẻ. Tươi ngon, giá rẻ. Miền Trung có Đà Lạt, thành phố nhiều hoa. Có Hội An là phố cổ. Phố cổ. Và Huế là cố đô. Cố đô. Chuyến du lịch đến đây là kết thúc. Kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Các bạn nhớ subscribe nhé. Cảm ơn nhiều.